Chào bạn nha, chào mừng các bạn quay lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc của anh em mình nha. Anh em mình đang thấy dàn vườn của nhà em hoa ban rất là nhiều quả mướp đắng bạn. Nhà mình sẽ chế món ăn bằng mướp đắng xem nào. Làm gọi mướp đắng đi. Thử xem nào. Ăn hạt nó thử xem nào. Ô, ăn luôn. Kiểu gì nó phải đắng. Không đắng nó bảo ngọt mà. Ngọt. Ngọt lắm. Bác chưa ăn bao giờ à? Cái này em biết rồi. Hạt nó ngày xưa hồi bé ăn suốt. Ngọt lắm này này. Lên này anh em ơi. Ô, mọi người ăn một quả. Dầu nghèo thì làm một đỏ xem nào. Hạt nó nhả ra cho mình nhé. Đây rồi. Ngọt lắm. 1, 2, 3, 10, 10 đỏ, à 10 hạt. 10 anh em nhá. Thử muối mì ra cho anh ơi. Ngọt lắm. Bác Vĩnh chiến đi. Chưa có muối mì gì đâu. Chưa. Em thơm ăn vào thì để làm giống cái trong bụng. Ăn muối đâu ạ? Tầm xám muối cái này không? Đi để muối cho cụ tè ím cho nó vừa. Ím rồi thôi. Đây mọi người nha. Anh em mình sẽ mướp đắng chấm tương thối. Đây. Hoa ban này, hoa ban có ăn đâu. Toàn để nó vỡ hết rồi này. Cái này mà có trứng ra, băm nhỏ ra, xào với trứng cho một ít ra, Cái này không phải nhỏ đâu, cái này nó già rồi đấy. Bác Vĩ, này, hai quả trước mặt thế này. Không, nó không lớn rồi đúng không? Không phải xào gì, mình ăn khôn. Ăn sống luôn đây. Cho tương thối, cho tóp mứa vào ấy. Cho tóp mứa vào ngọt lắm. Tóp mứa vào ấy. Thà rằng là ăn tóp mứa không. Chật, tóp mứa không cũng ngon rồi đúng không? Vào xong rồi cho một ít tương thối vào thì không phải nghĩ rồi. Có sướng nữa phải nghĩ. Ăn tóp mỡ không nó còn ngon không hồ thì ăn cái này. Mình ấy, mình không ăn đắng được, mình chỉ ăn ngọt, ăn nhán thôi. Nhán bố mình thôi. Quả này là chứa được đau bụng đấy nhở, nó đắng thế này. Đau bụng gì, cả gan, cả ung thư gan đấy. Cái này quả này đây này, chú ăn nha, chú ăn ơi. Bệnh viện gửi về, mình ăn cái này là khỏi ngay khỏi mà. Khỏi ngay mà, đứng dậy một tháng thôi, nhưng còn đóng được đấy. Anh em mình sẽ lấy mỡ nó để xào với tương thối mọi người nha. Thịt nó thì chắc là mọi người rang ăn, anh em mình đang... Mỡ này mới ngon đấy, thơm này. Thơm ơi. Hoa ban bảo thịt nó không cá ăn. Mớ này mới ngon. Hợp anh em mình nhá. Tôi sợ lắm. Thì có ông hai lần. Bây giờ thèm lại rồi mớ ấy. Không ngán nữa rồi. Tương thối đâu? Cho tương thối vào luôn à? À chưa đúng không? Sao cái này chờ để nó ra mớ tí la. Hôm nay là anh em mình ăn quả mướp đắng theo phong cách anh em mình nhá mọi người ạ. Chắc là mọi người ăn chả ai giống anh em mình đâu. Anh em mình thế này ăn sống thôi. Hôm nay sẽ cắt cơn. Này em Hoa Ban với em Thơm rất là rảnh đi xếp hàng cái này. Không xếp để chọn lọc ra quả nó bằng nhau tí. Chú anh bảo nếu mà không ăn xuống thì không chứa được bệnh mà. Đúng rồi, tí là chia nhau đúng rồi. Thì sao được? Thế vẫn đua nhau à? Đua chứ. Chú anh thì đang mổ một em chuột ở bên kia rồi. Hình như đang đi đường, hình như đi xe máy nhanh quá nó kẹp chết con chuột nên là có bữa ăn nên sao cho anh cũng được. Bách Thanh kìa. Ui. Đấy, thơm gì đấy, bác mừng ạ. Thơm ơi, thơm ơi. Sao chả ra mỡ chứ nhỉ? Không ra, đúng không ra thật. Không ra. Con này con lợn này mỡ thêm không ra nhỉ? Nó còn cháy là thôi đấy. Hay là chuột kia băm với thương thối luôn. Không. Mỡ nó khén vào đi. Mỡ nó khén vào chứ. Bác mừng mình đâu à, bác mừng trưởng về, nó về bảo bác mừng cả mất kén vàng ra. Thế còn bà về ăn này. Ôi cái này không có tỏi thì ăn gì cho anh nhỉ. Tỏi thì ăn mất kén chứ, con này không có gì ngon đâu. Chẹp rồi. Nhựa ớt thế. Khủng khiếp con chuột của chỗ anh ấy mọi người. Con nhiều vào chỗ anh ấy. Ai như con chuột vẫn còn để ở trong tủ chỗ anh hay sao nhỉ? Hay là vứt đi rồi. Đấy vẫn để đấy mà. Chỗ anh rồi cả quả vào đây chỗ anh ơi. Thôi thế này thì nhiều rồi.
ăn đủ rồi. 5 quả ớt. Mày bắt là con gì đấy? Kinh, con chuột của mình, chú anh này mọi người. Ngon lắm. Cái này thì chú ăn muối mình chính thì ăn gì? Đấy. Ngon chưa? Ô, mang quả súp về đây bác ơi. Quả vả. Đây tương thối của anh em mình đây mọi người nha. Cho vào nửa thôi nha. Cho vào nửa thôi, món chính đây này. Anh em mình thường thường anh em mình chấm hay làm hay cho với ít trứng nhỉ. Thôi này được rồi, có thịt vào rồi tốt rồi. Thôi cho thế thôi, anh em không sợ không ăn hết phí lắm. Thôi em Thơm nó không tài trợ nữa đâu. Cái lọ này em Thơm bán mà. Thôi cứ ăn đi anh em, cứ ăn đi rồi. Cho thoải mái được không? Các ông đòi hỏi thịt thì mình mới sợ đấy chứ đúng không? Đường thối thì nhà thử muối mì xem nào cho anh. Đại đí mà. Ai muốn ăn thì cứ ship vào đó. Ship toàn quốc mà. Quá ngon. Ai muốn thử đường thối thì cứ gọi em Thơm nhá. Ừ. Có đường thối mà ăn đâu. Có đường thối lớt rồi. Quả lớt đấy. Ngon không bác anh? Muối mì ngon lắm. Muối mì ngậy không? Quá ngậy. Sướng. Phục phục. Nhưng mà thích hợp cho những ai thích ăn thum thum đúng không? Có tương Thơm vào nữa thì sai hơn. Đúng rồi, sao nó không Thơm, em Thơm to như thế này. Bác Khánh đang nhìn thấy gì? Chán đấy nhỉ? Khi mặc quần áo vào về giống như kiểu loại da to ấy. Anh Khánh ấy, vừa đi làm ruộng đi qua bảo là ố, hôm nay là có tiết canh ăn mình ạ. Thế anh em mình rang thịt kia tưởng là nhân tiết canh. Háo ác nghe anh mừng ấy nhỉ. Không có tỏi nhờ, có tỏi độc vào một tí thì ngon. Đây này, này. Chín rồi đấy. Đây đấy, được rồi đấy. À, cho ít lá hành vào đây. Mình chín lên nha mọi người nha. À. Thịt kia cháy, cháy xém một bên được. Ôi bác Khánh ơi. Cái này mình cũng chiến được. Xào muối mì đây. Cái này xào chín chưa bác Khánh? Đúng rồi, quá chín rồi đấy. À quá chín là thế đây, thử muối mì thử xem nào. Anh em mình chơi bằng cái này luôn này. Để. Cho bác Khánh một quả đi. Cho bác Khánh một quả đi. Chú Dũng món này thì chú Dũng chịu nhỉ. Bác Khánh chơi quả xanh đi. Rồi rồi, quả này cũng ngon lắm. Ơi mình nhớ chơi anh quả nhỏ thế. Thử muối mì xem nào. Ôi giời, kiểu giống còn nóng ấy. Nóng mà nóng nó ngon. Mời anh em nhá, thử muối mì đó không phải ăn đâu nhá. Đúng rồi. Nó có đủ muối mì hay không ấy. Đủ không? Đắng không? Đắng lắm nhỉ. Thế nào? Các bạn ăn quả bạt à? Quả bạt? Mình phải tương thối chứ không đủ đâu anh em. Không đủ thật nhỉ. Cho vào thêm đi, xong rồi cho nước vào chứ. Đúng rồi, phải ăn nước ngon chứ. Đó, mời anh em nhá. Làm một đỏ nữa, tiếp một đỏ nữa mà. Ôi giống bị táo bón thôi. Nó phải giống cái táo táo đuổi nó mới ngon nữa. Đại bàng tung cánh kìa. Mình ăn thì mình cũng phải chiến một quả nhá các bạn, nó siêu đắng luôn các bạn nhá, món này nhá. Ngon nữa. Mình chiến em này nhá. Này già quá nhỉ. Siêu đắng này. Quá ngon. À chú Vịnh cũng chiến à. À đây. Đỏ luôn. Thơm quay đây chú Vịnh nha. Mời anh em nhá. Đắng mấy đâu, quả này quả non quá. Quá tuyệt vời. Ừ. Chiến quả này mọi người nha. To thế. Mọi người quả nhỏ lom rom lại. Thêm một lọ đi. Không, không chơi được rồi. Đắng sướng lắm. Đắng là sướng. Xiên rồi gì rồi. Anh ăn kem mà. Chín rồi đấy kìa. Nó thiếu. Tuyệt vời. Sướng lắm. Quả này là hợp với tương thối lắm đấy. Hoặc là mình có thể xào với trứng này, kèm theo một ít thịt lợn, thịt bò cũng được. Mà người Thái mình thích ăn nhất là chấm tương thối nhỉ? Với cả mắm hôm của mình ý, bác Khánh ạ. Mắm hén nữa chú, em thưa bạn. Giờ nghèo thì mình cũng làm quả. Có cả mắm cá nữa các bạn. Chơi nhiều vật quá. Nó bỏng nó đèn gì. Đúng không? Tương thối của em hơn. Ừ. Này làm rổ to kinh khủng luôn. Em Thơm thông cảm nhá, vẽ hết đây. Để hết các bạn ạ, vừa rồi anh em mình thử cắt cơn muối mì chính ấy thì mọi người chơi miếng to quá, gần hết rồi. Cúc đoàn
Vét đây hết nhá. Chắc phải hai lọ này mới đủ anh em mình ăn nhỉ. Em Thơm tặng cho anh em mình mà. Cái lọ này người ta ăn 7-8 lần mà anh em mình ăn có một lần. Còn không đủ. Hai lần rồi. Lần nọ ăn với thịt mỡ rồi. Thơm trả lọ cho em Thơm này. Về nhà cho nhồi vào tiết cho Thơm nhá. Cho tiết rồi mang lại mang lên nhá. Rồi. Này, cho nước vào đây này. Ôi, sôi phùng sục đấy. Được đấy. Thì em mình cho thêm nước vào. Cho xuống đi. Mới đủ ăn. Mới đủ ăn đúng không? Chú anh đang làm cái gì đây? Câu cá. Giật chưa? Ơi giật rồi. Ui giời ơi, con to thế. Con này to đấy nhỉ. Con này làm nhảy hợp đấy nhỉ. Con này cá chép. Cái này làm nhảy ngon lắm. Anh em chuẩn bị cắt cơn trước đi nhờ. Sắp mưa rồi. Anh em mình cắt cơn ngay cho thịt ăn sau thôi. Ăn món chính chứ. Vào ăn đây anh em ơi. Vào đây. Vào làm việc tí đi. Ngồi. Vào dứa cho để cho dứa đây. Ngồi đi cắt tướng ơi. Em mừng không mang rượu ngọc cầu xuống à? Không mang rồi, hết rượu ngọc cầu rồi. Ok. Đấy. Phải đi thêm rượu thôi. Ngày thôi, ngồi ngày thôi. Để em xôi mình ăn là dễ. Ôi giời ơi, con chuột kia thơm thế nhỉ. Đấy anh em nhá, anh em mình sẽ ăn tương thối. Ăn anh em nhá. Phong cách ăn mướp đắng phải ăn như anh em mình ăn này, nó mới đắng. Ai mà thích ăn đắng ấy. Mướp đắng giá tận. Còn nếu mà luộc ra thì không, nó không đắng nữa đâu. Bính là khỏi giờ dày luôn mà. Ăn quả này. Già quá đúng không? Già quá. Già lắm. Thái gì? Không thái gì hết. Để qua răng này, bác Khánh chưa mãi thôi. Thế đây này, mình to nó hợp mình. Ôi. To rồi kêu phục phục. Ôi mấy em nhá, mình không ăn được lắng nhiều thì mình cũng chấm tương thối nhiều mà thôi. Nhưng mà căn bản phải có nước nó. Mấy em nhá. Có nước làm gì nó kêu. Quả nhỏ một lò thôi. Chiến đi. Chúng tôi em thôi. Quả vàng. Mời anh em nhá. Ok. Hơi bác Khánh xào cái này hơi đỉnh cao ấy. Ngon lắm mà. Xào lỏng mà. Xào đỏng. Mời anh em nhá. Xào cho nó lỏng đi. Rồi. Đỉnh không? Đúng không? Quá ngon đúng không? Giản dị ăn. Thơm càng ăn theo phong cách như kiểu là mì Ý. Bánh mì Ý à? Làm bánh mì ba tê. Mỏ to thì thế, quả to như thế đúng rồi. Thôi mời anh em nhá. Mời em. Mỏ to quả to thôi. Wow, mời anh em. Ui giời, nước quá đi này. Sao không ăn nói nữa. Ăn dưa ấy, ăn dưa hấu không nhỉ? Nó phải ăn nói nữa chứ. Không, còn kia nó béo mà. Loài nó cứng quá, nó dai vậy. Loài trắng này nó khác dai hay sao ấy đúng không? Đúng rồi. Cái loài xanh kia nó giòn hơn à? Chả hiểu. Mình ăn như kiểu ăn kem ấy. Đúng rồi. Chiến. Ôi. Bắn hết vào đây. Ôi, bắn hết cả phao câu cho đây. Đúng đúng không? Mấy anh em nhá. Quả này cong thế. Càng như đi bò ngựa nhỉ. Từ từ con ruồi thôi. Từ từ nhá, đập ruồi. Ăn vào được không đây? Chết luôn mà. Thôi quá. Tương thối mà nó thối quá rồi. Đấy nhá các bạn nhá, mình thì đắng thì chắc là không, mình không phải là say mỏ vì đắng. Mình chỉ ăn quả bé bé thôi. Xin mời các bạn nhá. Tưởng sẽ là một đỏ chứ. Ông còn ăn tương thối thì có thể ăn quả đắng như thế nào đó. Loại trắng này dài. Ôi anh em ơi, cắn rồi chấm, vẫn chấm nhá, không cảm nhá. Chiến đi. Cái chấm thôi, chấm mòn quen rồi mà. Đúng rồi. Ủa, mình có luôn em Thơm. Mình ăn chung một đắng lắm à, hoa ban quá được à? Không ăn nổi mọi người ạ, hoa ban vừa nhả đi rồi. Qua đây, qua đây. Ăn được một miếng rồi không? Hoa ban kìa, hoa ban đây. Bắc cánh ơi. Chín này kìa. Hoa ban trên kia. Chín rồi à. Quả cũng sắp chín rồi. Chín rồi này. Đỏ à. Nó chè lên được. Nó ngon. Quả nó chín rồi, hạt nó đỏ thế này mà. Ăn đi, ngon thế này. Các bố có ăn thì ăn cái gì nữa luôn. Chú Dũng nghĩ ra vẫn ăn được hơn hoa ban nhỉ? Hoa ban không ăn được một tí nào luôn. Cắn có một miếng mà nhả đi chứ phí thế. Hoa ban muốn ăn đường mà. Quên ăn đường rồi. Mình ăn quả vả thôi. Anh Khánh sắp ăn hết quả kia rồi mọi người ạ. Cho anh vừa bỏ một hạt một đỏ đi cho anh ơi. Một đỏ à? Thôi hai đỏ đi, một đỏ khó nhai lắm, cứng mà. Nó dài lắm. Nó có gai mà đây này. Dưới này nó dài. Ôi giời. Không nói như nhồi nhá. Đúng, món này không phải sở trường. Em ớt nó ngon em Thơm ạ. Không phải sở trường của hoa ban. Thôi, thế mình cũng ghém ớt đi. Chuyển đi. Xuống.
Nó là như thế này đúng không? Phải bỏ hạt ra mới ăn được đúng không? Hạt nó dài cứng quá. Cái màu xanh kia không không lắng mấy đâu mà. À đúng. Màu trắng lắng hơn à? Màu trắng lắng hơn. Không ăn thế nào đây? Không ăn được thì đừng có ăn. Không ăn quả vả mà. Quả vả nè. Chát thì đúng rồi. Chát quá. Em Thơm sao hết quả rồi. Mình phải mổ nó ra. Không ăn được đâu Thơm ạ. Nước muối. Trong nó không ăn được đâu, quá già rồi này, phải làm ra như anh Khánh này, bỏ hạt, bỏ riếc ra, bỏ cái. Bỏ Khánh chứ. Cái kia làm gì nó ngon. Phải ăn như này nó ngon chứ. Nó còn non mà. Nó còn non thì bỏ hạt nó làm gì. Đến đâu cho nó lên làm quả nữa cho nó. Xong. Hết quả chưa ta? Chú anh cũng hết một quả rồi. Em Hòa Ban thì hết một quả rồi. Không ăn được thì mình sẽ ăn thịt chuột đúng không? Ăn bái với à, thường ăn thịt chuột em Thơm căng quá mọi người ạ. Thế này. Em Thơm thì chả căng. Em thôi ai. Nó không nó đỏ đỏ đấy em Thơm ạ. Hấp chín nữa. Đợi để ăn thịt với bà. Chín như này ăn nó ngọt hơn đúng không? Chắc phải để bụng để ăn thịt nữa chứ anh em mình ăn hết quả này no luôn à. No luôn. Bạn chấm nó ngon quá, không hám được. Chuyển sang quả xanh à. Này. Quả xanh nó không đắng mà. Quả xanh này không đắng mấy à? Cũng đắng mà, làm nhưng gì mà không đắng. Chắc nó giòn hơn. Giòn hơn đắng chứ. Nó còn non hơn mà, mấy quả này quả già ấy nó rồi. Cái này chắc mình ăn quả loại to quả nhất vườn của bố thì nó già hơn. Thôi. Đấy. Quả hai đi, quả hai thôi. Ui, ăn Thơm càng quá. Giống như em Thơm ăn mì ấy. Ăn mì ấy. Ngon đấy kìa. Giống như ăn cái củ quả giống như kiểu ăn quả ổi hay quả gì đấy nhỉ? Làm thôi mình Thơm ăn nữa. Làm lò hai thôi em Thơm ơi. Mình phải chơi đến tầm 10 quả nó mới đủ mình. Nhưng đủ hàm mỏ đúng không? Đúng không? Độc. Xuống luôn. Ông ăn mê, ông ăn quả mướp lắng này căng quá. Nhìn nó sợ đúng không? Chắc nó không. Nhớ lại mình ấy. Lại có một con ruồi chết à? Con ruồi này thối quá hay sao ấy? Ruồi cái thần. Không phải đâu, vừa nãy nó đậu bác Bính thôi. Xong bây giờ nó lại đậu mình. Hỏi đậu cúng quá. Chiến đi. Ba quả rồi đấy. Hòa Ban chiến đi Hòa Ban. Đây này, mình kém xô rồi. Hòa Ban chán thế nhỉ? Hòa Ban ăn đi chứ quả này Hòa Ban mà không ăn được thì. Quả này là gặp Hòa Ban, Hòa Ban khóc thật rồi. Đáng quá. Từ nhỏ tới lớn chưa ăn bao giờ đâu quả này. Mời anh em nhá. Rất là ngon mọi người ạ. Đây này, tương thối. Nó rất là hợp với quả này nha. Ui ôi. Không mong. Ai mà quen được ăn đắng ấy, rất là ngon luôn. Nó ngậy lắm. Nó bùi lắm. Ai thì ăn đắng ấy đúng không? Mình thích ngon. Thì ngọt thì ăn đường. Quá đắng nha mọi người nhá, như cờ xít vậy nhưng mà. Nhưng mà nó nhiều loại đường lắm. Nhai nhai một tí nó ngon. Đường bê tông này. Đường áp phan này, đường cao đúng không? Đấy em nhá. Đường cao cốt này. Ui. Tay mình nhỉ. Nhưng mà phải biết chọn đường cơ. Đường cút ấy xong rồi đến rời ấy. Nhiều đường lắm. Đường riêng của các bạn. Đường lên rời thì sướng lắm. Các ông đi. Thôi bia bỏ. Đâu. Em Thơm với chú anh có vẻ là hai món này với anh Khánh là ba người ăn được đắng nhiều nhất. Chú Vinh không ăn được nhưng mà chú Vinh kiểu vẫn đang dạ dày nên tương thối là không dám ăn nhiều. Bác Vinh không ăn được tương thối nhưng mà còn là... ăn lắng này bác Vinh. Chú Dũng thì chú Dũng thì đang chuyển sang quả kia rồi, không ăn được nữa, quả chát rồi. Chú Vinh không ăn được tương thối, ông ăn quả chú này đi. Chú Dũng sang xa cả con chuột đấy. Quả này là mình thôi, anh em lên thôi. Thơm ơi. Nhưng mà ăn nó xuống hàm mỏ của mình luôn. Thế thì ít thôi. Tương thối kiểu cũng là một chất lên men các bạn. Nên là rồi rồi cũng cắt. Nó giống kiểu ăn mịt, ăn mắm tôm ấy nhỉ. Kiểu đấy. Con trâu con bò nếu mà nó mà không tiêu hóa được ấy. Bác Khánh mình sẽ làm một lò đây. Lắng này quả ớt này. Ăn thế này nó đủ tiêu hóa bát sợ à. Không vừa. Lo quá. Không vừa ăn một. Mình ăn đắng một tí vã cả mồ hôi mà. Quá hướng anh em ạ. Mình ăn chỉ để cuốn nuốt thôi bạn ạ. À, nó cứng lắm cho anh ạ. Nhai đi hết đi. Nhai được à? Nghiền ra hết đi. Ừ, phí quá chú Dũng anh ạ. Đúng rồi. Giờ là phí quá. Không làm như thế chả phí. Làm ruộng như thế. Không làm ruộng. Phí quá. Bỏ cả làm đi, làm đi, làm đi. Em thơm hết quả cái gì à? Em hết rồi nè. À, bây giờ bỏ hạt ra kiểu như nhét tương thối vào trong đúng không? Ừ. Quả kia nó ít hơn tầm 5 lạng. Thơm ăn căng thật nhỉ? Thơm ăn hết quả kia bây giờ ghê. Không thơm ấy mà thơm. Anh em mình quen ăn quen hàng già rồi bác Khánh à. Thấy cái bờ già của em Thơm toàn trồng mướp này mà. Đúng rồi.
Bác Khánh là lại bác Khánh làm gì được hàng già. Hàng non đấy. Bác Khánh được hàng tơ lắm nhỉ. Có chú với chú Thơm là hàng già. Khó ban thì già thì già thật chứ mà khối thằng nó thèm mấy coi nhá. Già kiểu mình rồi đấy con ạ. Như nghe bảo là hàng thải của ai mà. Hòa ban. Già quá. Mời anh em. Chia đây cho anh sắp hết rồi đấy. Vâng rồi. Chú còn mới hơn. Kiểu súp lắm. Mà đỏ lên hết rồi. Rồi. Hết quả dai. Em xem hết quả to rồi. Đỏ cuối cùng rồi cho anh. Thơm tương thối thì căng thật nhỉ. Đúng là nhà Thơm đấy. Dù không buôn, dù không bán tương thối nhưng mà lúc nào cũng nào cũng ăn đúng không? Quen mà. Từ khi chưa bán hạ à, chưa cho anh em cắt cơ nên nhà lúc nào cũng có mà. Quen. Chiến à? Chiến đi. Yeah. Anh Minh ơi, chiến đi. Mình thì chỉ hay nỉ tương thối này thôi chứ còn mướp này hiện thua gì đúng không? Ông mà dạng này là miếng to mình em nhá. Thế mà này, thế mà bảo nỉ chấm tới kia đúng không? Không chấm được thì không chấm được thì thôi, mấy anh em mình chấm đi. Bác Bính cứ là mỏ to nhỉ. Xuống chú Bính. Xuống. Mỏ rộng cục. Ông đã già dày rồi, ông chấm ít thôi, vừa để các anh. Chỉ để ăn thôi. Có cơm không? Chiến bản là trong lõi nó có cái đen đen. Nó có thịt đấy, ăn nó cứ nó ngon ngon đấy đúng không? Ôi. Chết rồi. Chết rồi. Toàn một đỏ mình ạ. Toàn một đỏ mình ạ. Cười nhẹ làm lỏ luôn thế nào. Chú anh cũng một đỏ à? Sợ thì em Thơm làm lỏ, mình sợ thì Thơm. Mình còn chấm xôi ăn nữa. Còn lâu tao mới sợ Thơm nhá. Căng thật. Còn lâu tôi mới sợ Thơm. Cái này của bác Khánh à? Ngợi ít rồi. Ngợi đây này. Xuống cho anh. Xuống đó. Sắp hết kìa. Em ướp đắng của anh em sắp hết rồi đấy. Thế là còn chấm xôi nữa. Chấm xôi ăn được. Chú Dũng cũng ngay à? Mình chỉ tập ăn. Làm một đồ là hay làm cái miếng kiểu khó chịu ý. Nhưng mà ông này không một đỏ được. Hoa Ban phải ăn không? Vì không phải sở trường mà. Học ăn. Hoa Ban bóc hết lõi hạt nó đi còn gì là ngon nữa. Anh làm cái món này nhưng mà mình không bao giờ ăn đâu. Rồi Khánh à. Mình đã ăn cơm chẩm chéo rồi. Anh em mình tương thối mình sắp hết rồi mình ạ. Chắc là khả năng là không kịp hết mướp đắng rồi. Ăn cơm mới chấm không ấy, đừng chấm mút ác ấy. Khuất tập ăn à? Mình sẽ phải học ăn dần. Không quen thì sẽ tập dần để nó khó. Con quả này nó không ăn được một quả đâu mình ạ. Đồ đắng này nó không ăn được đâu. Còn bóc hết hạt nó đi chứ Hoa Ban ấy. Ăn thì kiểu ăn mù tạt đấy ông ấy. Ông này ăn kém lắm ông này. Phát ban mày kém. Cảm giác ông này ăn cái này còn khó hơn cả ăn cả mù tạt hay sao ấy. Khó lắm khó lắm. Ăn đi Hoa Ban. Hoa Ban không ăn được đắng. Ăn đi Hoa Ban à. Có thế nào quả này đắng coi mình thử xem nào. Như nó xít luôn. Hoa Ban chán. Làm gì đến nỗi đấy. Mười anh em nhá. Thế này Hoa Ban yếu thế nhỉ đây này. Này đắng bình thường. Mười nhá. Bằng nửa cái color sheet thôi. Làm gì đắng bằng color sheet. Thôi xin ngủ nước đi. Xin ngủ nước luôn đi. Căng quá. Đắng lắm à? Đắng quá. Nó vào lắm. Lắng được xôi chấm nhân vào. Mình phải lớp một quả nữa. Được mà. Ăn mừng chưa? Hả? Thà mình ăn ướt thì còn hơn. Ừ. Nếu nước sáng mà khổ khốn. Nếu muốn để xúc hành rồi. Thôi mình anh em ăn. Thơm ăn căng thật. Thơm quả này căng. Các bạn ăn đi đấy, không hết quả chứ nhỉ? Chán đời bây giờ đang tê cả lưỡi này. Căng quá. Anh em mình hết mất tương thối rồi mọi người ạ. Em mừng. Sắp hết đĩa rồi nhỉ? Tương thối này là món này cũng... Anh em mình ở trên này thì ai cũng ăn được các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ở dưới xuôi thì khả năng là cũng khá là kén ăn đấy. Vì nó cũng hơi một thung thủ một tí. Cái này ngày xưa là rán xào với trứng ăn mình ngon. Mình làm miếng ra ấy. Rồi mình khô. Nướng rồi ăn với xôi đúng không? Nướng lên ăn với xôi. Xuống lắm. Vào lắm. Cái kia vào. Cơm hết rồi cả. Mọi người tranh nhau rồi. Cơm sáng thì cho ít nước đi, cho ít nước tràn nó ra đi. Anh em ở dưới không biết là không biết đến chắc là chưa biết đến tương thối nhỉ. Rồi. Còn món thum thủm anh em mình trên này kể cả ra thì đồ cho ít nước mà. Kể cả ra chợ anh em mình vẫn có bán mà. Anh em ở trên này anh em mình ấy
Nhìn thấy tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng đâu nha bạn. Ui sao không kìa, còn liếm cả tay. Ngon lắm. Ngọt nước lắm. Thế rồi. Thế sạch rồi, bây giờ anh em mình mang thịt vào ăn thôi nhờ. Em thơm là chắc là ui. Nước luôn luôn luôn. Nốt đây anh em ơi. Cấm đi xuống. Tự dưng lại có cá này. Mình thì số mình 5 quả. Hết. Hết được thôi anh em mình nhá mọi người nhá. Mình một quả nhá. Em chấp nuôi hoa ban làm gì được một quả. Mình được một miếng. Nhé. Ăn cái thôi còn. Giờ mới đến giai đoạn là ăn cơm mình ạ. Rồi rồi mình chỉ gọi là cắt cơn thôi, tráng miệng thôi. Hoa ban ăn chuột này. Chán đấy hết mất từng thối rồi nhỉ, chả có ăn nữa nhỉ. Lâu rồi không được ăn thịt chuột. Mời anh em ăn thịt chuột đi. Xuống. Mưa gió các bạn ạ, hôm nào cũng mưa trên Tây Bắc anh em mình ấy. Nào cũng mưa nên là chả đi làm gì được này. Làm cỏ làm giếc thì cũng cỏ chả chết nên cứ ngồi chơi thôi anh em mình ấy. Ngồi chơi và đi kiếm ăn thôi. Mưa này khó chịu lắm. Thôi mời anh em nhá, mời các chú các anh nhá. Ăn thịt lợn với anh em nhá. Đúng rồi. Cắt cơn rồi việc chiến đi. Bác Khánh cắt cơn sau nhá. Cứ đem để ít chân thối chấm nhỉ. Mình cắt cân thịt chuột thôi. Lâu rồi không được ăn thịt chuột. Mới làm hơn lắm. Mời anh em ăn chưa? Ôi mướp láng so với cái này, mướp láng không ăn thua nhỉ. Nướng ấy. Đây là thuộc mướp đắng mà. So với thịt nó khác nhau toàn. Khác nhau một trời một vực nhỉ. Một lứa ở trên trời, một lứa ở dưới đất. Thịt nó kiểu giống như kiểu mình ăn thịt cá với cả ăn bua chúa của nó đâu. Nó khác nhau kiểu đấy. Thịt nó không đắng gì đúng không? Đấy. Bua chúa đó là đắng. Ăn gà con chứ. Đúng rồi. Cho ai nói nhát như cụt, bây giờ nhát như thỏ thôi. Gà trống nó cũng muốn ăn chứ. Cứ tưởng nhát như chuột. Ăn đi. Ngon lắm. Ngon nào bác ạ? Ngon lắm. Miếng nóng hổi mà. Các ông còn bảo không ngon đấy. Hạt trống nó ăn thế, trước kia nó toàn ăn con mái à. Ôi trời lại mưa xuống rồi mọi người ạ. Bây giờ là anh em mình xin phép kết thúc video của anh em tại đây các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Chào anh em nhá. Muốn ăn tương thối, muốn ăn quả mướp đắng thì cứ liên hệ với em Thơm với chú anh nhá. Đi sân la ăn nhá anh em nhá. Cắt cơn nhá. 0987